Hạn thái tuế thường phát sinh chướng ngại, biến động, tâm trạng kém, sức khỏe kém, thị phi, khẩu thiệt, hao tổn tài sản. Đó là những văn từ truyền từ xưa, Khải Toàn đã giản lược bớt văn tự mang tính cực đoan. Chào các bạn trở lại. Vận hạn một người chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào? Có phải do từ trường phong thủy ngôi nhà, trang sức vật dụng của mình hay dùng, hay những người thường xuyên bên cạnh? Vâng, tất thảy những việc ấy, từ ngôi nhà sinh sống đến những người bên cạnh, nhưng chính yếu vẫn là phước đức nhân duyên của mỗi người, nhân quả mỗi người đã tạo trước kia. Vào năm Thìn, tuổi Thìn và Tuất phạm trực và xung thái tuế, tuổi Mão và Sửu phạm hại và phá thái tuế. Vào 2025 năm Tỵ, tuổi Tỵ Hợi phạm trực và xung thái tuế, tuổi Dần Thân phạm hại và phá thái tuế. Bài này Khải Toàn chia sẻ về thái tuế, phương pháp giảm hạn, giảm mê tín, tu sửa tâm thân, chuyển họa thành phúc. Năm hạn là gì? Vì sao ai cũng phải sợ? Sợ hết tam tai rồi đến thái tuế, sợ cả kế đô thái bạch, mãi lo sợ không biết căn cơ. Ví như một đứa trẻ bị dọa, con hư là ông kẻ bắt đi. Chư vị hãy tìm hiểu hạn là gì, đừng lo sợ nữa, trừ khi trước kia đã tạo nhiều nghiệp bất thiện. Trong bộ lịch ngày lành 2024, 12 trang sau là những đề mục tu sửa. Nói về nghiệp và phước, tự bản thân mỗi người nếu biết tu sửa ba nghiệp, đến năm hạn thái tuế không có gì phải lo lắng. Thái tuế là gì? Thái tuế hay còn gọi là thái tuế tinh quân, chính là sao mọc trên trời bởi mọc tinh quay 12 tháng một vòng, cho nên người xưa gọi là mọc tinh hoặc là tuế tinh. Còn được gọi là thái tuế tinh quân. Tuế quân vừa là sao vừa là thần linh trong tế lễ dân gian thời xưa. Mỗi năm có một vị thái tuế tinh quân và có 60 vị tất cả. Theo lục thập hoa giáp hay còn gọi là 60 giáp tý, tức lấy 10 thiên can và 12 địa chi hợp lại, ta có một vòng lặp 60 năm, bắt đầu từ số 1 là giáp tý, số 2 là ất sửu, đến 60 là quý hợi. Hạn thái tuế thường phát sinh chướng ngại, biến động, tâm trạng kém, sức khỏe kém, thị phi, khẩu thiệt, hao tổn tài sản. Đó là những văn từ truyền từ xưa, Khải Toàn đã giản lược bớt văn tự mang tính cực đoan. Trong 12 năm có 2 năm hạn nặng, 2 năm hạn nhẹ, ít nhiều biến động trong đời sống, nhất là thị phi hao tổn. Nếu chư vị chịu khó tìm hiểu, tìm phương pháp chân thiện thay đổi, có thể giảm hạn, bớt họa thêm phước bằng cách tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Trong trang 1 mặt sau của bộ lịch ngày lành 2024, chư vị có thể tham khảo tam hợp lục xung về các tuổi. Trực xung phá hình thái tuế là gì? Chu kỳ 12 năm, có 2 năm trực và xung là hạn nặng, nhiều biến động. Ví dụ năm Thìn tuổi Thìn Tuất phạm trực và xung, năm Tỵ tuổi Tỵ Hợi phạm trực và xung. 2 năm hạn nhẹ, ví dụ năm Thìn có tuổi Mão Sửu phạm hình và phá, năm Tỵ có tuổi Dần Thân phạm hình và phá. Trước tiên là trực thái tuế, năm trùng với năm sinh. Ví dụ năm Thìn có tuổi Thìn, năm hạn này tinh thần kém, sức khỏe kém, biến động, hao tổn. Về hạn xung thái tuế là năm xung với năm sinh. Ví dụ năm Thìn có tuổi Tuất, năm Tỵ có tuổi Hợi, năm Ngọ có tuổi Tý. Năm hạn này dễ phạm thị phi, tranh chấp, xáo trộn trong công việc và hao tổn. Về phá và hình thái tuế, hai năm hạn này có vẻ nhẹ hơn, thường phát sinh chướng ngại, người ngăn cản, hao tài thị phi. Khải Toàn nêu để chư vị tìm hiểu về thái tuế, không nên quá lo lắng thái quá. Năm hạn thái tuế, trực, xung, phá hình như thế nào, nặng nhẹ ra sao, còn xem nhân quả trước kia của mỗi người đã tạo. Có nên cúng giải hạn thái tuế? Cúng là gì, vì sao phải cúng? Hiểu được lý thì sự viên dung, chưa hiểu lý, nghe bảo cúng thì cúng theo, khó lòng thông đạt. Năm Giáp Thìn là năm hạn thái tuế của tuổi Thìn, Tuất, Mão, Sửu.
Nếu muốn cúng kiến giảm hạn, chư vị nên tìm hiểu. Cúng thái tuế hay cúng tam tài gần tương tự như nhau, khác nhau ở vị thần ta cầu khẩn. Có nhiều cách hóa giải. Cúng kiến là một cách về tâm linh, cách này cho cả người cúng thêm phần an tâm. Theo tục lệ xưa, cúng thái tuế vào 15 âm lịch hàng tháng và buổi sáng ngày 24 tháng chạp. Xính lễ cúng có muối, gạo, hoa quả, trái cây, bộ tam sơn, kèm theo là một hình nhân thế mạng nam hoặc nữ, ghi ngày tháng năm sinh của mình vào bộ hình nhân này. Văn tự cúng khai báo họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư ngụ, khẩn cầu chư vị thần linh phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi trong năm. Đó là phong tục cúng xưa nay. Tuy nhiên, phương pháp cách thức có thể thay đổi tùy theo vùng miền của mình. Chư vị có thể thay tam sơn bằng đồ cúng chay giống tam sơn là được. Đừng vì giải hạn mà tạo nghiệp, tạo sát sanh. Cần tâm chí thành là nhất, vì tâm thành việc sẽ ứng. Mục đích cúng nhằm tạ ơn thái tuế tinh quân đã chiếu cố bình an cả năm. Đồng thời, chư vị có thể đến những hội quán người Hoa để thắp hương khấn xin những vị thái tuế này. Khải Toàn khuyến nghị các bạn nên cúng chay, đừng vì tế lễ thần mà gây oán sát sanh. Oán nên giải, không nên kết. Cách hóa giải thái tuế chân thiện. Vào năm Thìn, Thìn Tuất phạm nặng hơn, tuổi Mão Sửu phạm nhẹ hơn. Hạn thái tuế đa phần chủ về kiện tụng, thị phi, hao tổn, sức khỏe kém. Nặng hay nhẹ do nghiệp quả xưa kia. Vạn vật trong nhân gian không thể thoát khỏi nhân quả. Có thể cúng kiến giảm hạn, cúng kiến nên giảm sát sanh và tâm chí thành. Không chỉ khấn xin thần thái tuế, khấn xin tất cả những oán gia trái chủ rộng lượng thứ lỗi. Ngoài cách cúng kiến, chư vị có thể thỉnh vật phẩm giảm hạn thái tuế. Bản thân mỗi người có thể chọn một vật phẩm thường xuyên bên mình, chú nguyện những điều lành vào vật này. Cách thức khá đơn giản, đặt vật phẩm lên bàn thờ trong nhà, mỗi ngày khấn nguyện liên tục trong 7 ngày. Liên tục như thế, ta sẽ gia tăng năng lượng lành vào chính đồ vật này. Những cách hóa giải thái tuế chân thiện. Chư vị có thể cúng kiến, thỉnh vật phẩm trợ vận theo mệnh khuyết, nhưng nhất định phải sám hối. Vì sao? Vì năm hạn là năm trổ quả của nhân xưa kia. Giả dụ thái tuế chủ về thị phi kiện tụng, hãy xem lại trước kia có tạo thị phi, có phản ứng với thị phi hay không. Nay sẽ nhận gấp bội. Biết sám hối sẽ không phạm lỗi lầm cũ. Không tạo thêm thị phi, ăn uống dưỡng thân là giảm nghiệp, sức khỏe tốt hơn và tránh kiện tụng. Tiếp theo nên biết sám hối, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, giữ tâm thanh tịnh, chính là cách hóa giải thái tuế chân thiện. Phương pháp sám hối, mời chư vị xem mặt sau bộ lịch ngày lành 2024. Ngược lại, không biết sám hối, không giữ khẩu nghiệp, ăn uống không kiêng dè, tự mình tạo nghiệp, không có thần linh hoặc xính lễ nào có thể hóa giải. Vì hóa giải là hóa giải từ nhân, không phải từ quả. Những phương pháp thay đổi vận khí vào năm hạn. Ví dụ 2024, Thìn Tuất Mão Sửu là phạm thái tuế, Thân Tý Thìn là phạm tam tai, vận hạn sẽ không thể suôn sẻ như trước. Nhất là trước kia ta không tu dưỡng ba nghiệp thân, miệng, ý. Thái tuế hay tam tai thậm chí không cần cúng kiến hay giải hạn. Chư vị cần tu dưỡng tâm, không can dự chuyện người khác, không thấy lỗi người, không nói lỗi người. Nếu có giải hạn, chọn một trang sức được gia trì, chính bản thân mỗi người có thể gia trì, hay chọn một lệnh bài thái tuế, giúp bạn giảm một ít phiền phức, nhưng tất cả dựa trên nhân quả xưa kia. Bước đầu tiên thay đổi vận khí chính là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Còn thấy lỗi người sẽ không thấy lỗi mình, không chí tâm sám hối, ma chướng ngăn che, oán gia trái chủ không buông tha. Mỗi sáng sớm phát tâm cầu nguyện, nguyện điều lành cho mọi người, sám hối trước những lỗi lầm của mình, nghĩ đến những hoài bão, những ước nguyện. Ngày ngày như thế, sắc diện thay đổi, vận khí chuyển biến, ơn trên nghe được lời thỉnh cầu sẽ gia hộ.
mời các bạn xem video diễn giải 12 trang mặt sau bộ lịch ngày lành phương pháp cải tạo vận mệnh. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.